Năm chuyện động trời Từ Hy Thái Hậu đã làm trong 2 ngày trước khi qua đời. Từ Hy Thái Hậu sinh năm 1835, mất năm 1908, được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực và tàn ác nhất lịch sử phong kiến của Trung Quốc. Từ Hy vốn là người nắm giữ cương vị tối cao trong những năm cuối của triều đại nhà Thanh. Bà đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, thay đổi hướng phát triển và làm cho triều đại này dần bị diệt vong. Xuất thân từ phi tần của Hoàng đế Hàm Phong, sau khi con trai là Đồng Trị Đế lên ngôi, Từ Hy đã nhanh chóng trở thành Hoàng Thái Hậu nhiếp chính của triều đình. Thời kỳ cuối của triều đình nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu được xem là người có quyền lực tối thượng nhất khi có thể đứng trên cơ cả Hoàng đế. Vào mùa hè năm 1908, sức khỏe của Từ Hy Thái Hậu ngày càng chuyển biến xấu, cảm thấy bụng đau dữ dội, tiêu chảy không ngừng, đi ngoài đến mười mấy lần trong ngày. Sau đó, bà còn đi ra mủ và máu. Dù Thái Y tận lực chữa trị, nhưng bệnh tình của Từ Hy Thái Hậu không thuyên giảm mà còn trở nặng. Biết bản thân sắp không qua khỏi, bà đã đích thân nắm chuyện triều chính và làm tổng cộng 5 chuyện động trời chỉ trong vòng 2 ngày trước khi qua đời. Việc đầu tiên là kéo vua Quang Tự cùng đi. Quang Tự là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, Trung Quốc. Cả cuộc đời ông bị Từ Hy Thái Hậu điều khiển như một con rối. Và rồi, ông bất ngờ qua đời ở độ tuổi 38 tại chính nơi mà ông bị giam lỏng, Doanh Đài. Bởi vì quá đột ngột nên rất nhiều người tò mò và phỏng đoán về nguyên nhân cái chết thực sự của vua Quang Tự. Có người nói ông chết do bệnh, có người lại nói rằng ông qua đời do sức khỏe suy kiệt vì tinh thần bị căng thẳng, mệt mỏi quá mức. Theo nhiều lời đồn đoán, Từ Hy Thái Hậu chính là người đứng sau cái chết của vua Quang Tự. Từ Hy làm vậy bởi vì nghe tin vua Quang Tự bày tỏ sự vui mừng trước việc bà đã mắc bệnh nặng. Thực tế khi ấy, tình hình sức khỏe của vua Quang Tự đang bị giam giữ ở Doanh Đài cũng không mấy khả quan. Khi hay tin sức khỏe Từ Hy Thái Hậu chuyển xấu, vị hoàng đế Bù Nhìn đã không giấu được sự mừng rỡ ra mặt. Thái độ này đã không qua được tai mắt của lão Phật gia. Ngày 14 tháng 11 năm 1908, ông qua đời. Vào năm 2008, một đội khảo cổ học đã tiến hành khai quật khu vực địa cung của vua Quang Tự. Sau khi khám nghiệm quần áo và tóc của vị vua này, họ đã kết luận vua Quang Tự trúng độc thạch tín. Việc thứ hai là lập Phổ Nghi làm người kế vị. Từ Hy Thái Hậu khi cảm thấy bản thân cũng sắp không qua khỏi, đã triệu tập 7 vị trọng thần của triều đình đến và viết di chiếu 4 điều. Đầu tiên, cháu trai vua Quang Tự, Ái Tân Giác La Phổ Nghi là người kế thừa ngai vàng. Thực ra chuyện này đã được Từ Hy Thái Hậu quyết định từ sớm. Nhưng đến trước khi lâm chung, bà mới chính thức công bố, vua Quang Tự vốn không có con cái, nên người được chọn kế vị là thành viên nhỏ tuổi nhất trong hoàng thất nhà Thanh. Từ Hy không thể để Quang Tự nắm quyền lực, cho nên trước khi ông băng hà, bà đã sắp xếp cho Phổ Nghi kế thừa ngôi vị. Phổ Nghi khi ấy là con trai trưởng của nhiếp chính vương Tải Phong, cũng tức là cháu trai của vua Quang Tự. Khi lên ngôi, Phổ Nghi mới chỉ có 2 tuổi. Thực tế, mọi chuyện không phải như vậy. Việc chọn một cậu nhóc lên làm hoàng đế là chuyện Từ Hy đã suy đi tính lại kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định. Trước hết, Phổ Nghi chính là cháu trai của Quang Tự Đế, cho nên quan hệ giữa hai người cũng coi là thân thiết, gần gũi. Hơn nữa, bấy giờ Quang Tự Đế cũng chưa có con thừa tự, vì thế để cháu trai hoàng đế lên làm vua là điều hợp lý. Ngoài ra, bởi vì Từ Hy quá tham lam quyền lực, bà coi quyền lực còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính bản thân mình. Cho nên trước khi chết, bà ta tin rằng lựa chọn một tân đế không mang lại đe dọa đối với quyền lực của chính mình là điều rất quan trọng. Việc thứ ba là giao nhiệm vụ nhiếp chính cho cha của Phổ Nghi. Điều thứ hai trong di chiếu của Từ Hy Thái Hậu là gửi gắm nhiệm vụ nhiếp chính cho cha của Phổ Nghi là Ái Tân Giác La Tải Phong. Bởi hoàng thượng khi đó vẫn còn nhỏ, Tải Phong là thành viên hoàng thất có thực lực nên quyết định này của Từ Hy được đánh giá là sáng suốt. Sau cái chết của vua Quang Tự, Phổ Nghi nối ngôi và thuận lợi kế vị dưới sự trợ giúp từ cha ruột là nhiếp chính vương lúc bấy giờ. Tương truyền rằng, vào thời điểm tin tức Phổ Nghi được chọn làm tân đế được truyền tới nơi, phủ đệ của thuần thân vương Tải Phong lúc đó không hề vui mừng mà còn mang không khí nặng nề như thể nhà có tang sự. Bà nội của ông là Lưu Giai Thị đã sợ hãi và lo lắng tới mức bất tỉnh nhân sự, còn bản thân Phổ Nghi vì không muốn xa gia đình nên đã khóc lóc, náo loạn, không chịu theo các thái giám về hoàng cung.
Thế nhưng ý chỉ của Thái hậu chẳng khác nào lệnh vua ban. Thuần thân vương Tải Phong vốn không có quyền phản đối, chỉ còn cách để cho nhũ mẫu ôm con trai của mình lên kiệu vào Tử Cấm Thành. Có giai thoại truyền lại rằng, nghi lễ lên ngôi long trọng lần ấy đã diễn ra một cách hết sức hoang đường, vì con trai sợ hãi mà quấy khóc. Cha của Phổ Nghi đã nói đại một câu dỗ dành, đừng khóc, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Cũng bởi vậy mà không ít người đã cho rằng câu nói vô tình của thuần thân vương Tải Phong chính là một điềm báo đại hung đối với hậu vận của vương triều nhà Thanh. Và thực tế lịch sử cũng đã chứng minh, lời tiên tri vu vơ của Tải Phong năm nào quả thực đã ứng nghiệm lên vận mệnh Thanh triều. Sự thực là chỉ vỏn vẹn 4 năm sau khi đăng cơ, chiếu thư thoái vị của Phổ Nghi đã được công bố ra ngoài vào năm 1912. Chiếu thư này đã đánh dấu sự sụp đổ của nhà Thanh và cũng là sự kết thúc của thời kỳ phong kiến trong lịch sử Trung Hoa. Việc thứ tư là căn dặn cháu gái Long Dụ, Từ Hy Thái Hậu cho đến giây phút cuối đời vẫn quyết giữ lấy thực quyền cho gia tộc. Mặc dù bà đã giao quyền nhiếp chính cho Tải Phong, nhưng vẫn không quên dặn dò cháu gái là Long Dụ phải để mắt đến ông. Ngoài ra, bà cũng yêu cầu Tải Phong nếu gặp bất cứ vấn đề lớn nào thì đều phải thương lượng với Long Dụ. Được Long Dụ đồng ý thì mới được thực thi. Bên cạnh đó, việc Từ Hy Thái Hậu chọn Phổ Nghi lên làm vua vẫn còn một nguyên nhân khá quan trọng nữa, đó là vì Long Dụ. Long Dụ là cháu gái ruột của Từ Hy Thái Hậu, cho nên Từ Hy đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu đem quyền lực trao cho một người có năng lực, thì cuộc sống sau này của Long Dụ sẽ chẳng dễ dàng gì. Vậy thì chi bằng dứt khoát chọn một đứa trẻ làm hoàng đế, để Long Dụ Thái Hậu hỗ trợ đằng sau nó. Sau này, dù có thế nào đi nữa, quyền lực quốc gia vẫn có thể thuộc về tay người mà Từ Hy tin tưởng. Như thế mới khiến Từ Hy có thể yên tâm ra đi. Việc thứ năm cũng chính là việc cuối cùng, là lo liệu trước hậu sự cho bản thân. Các hoàng đế thời phong kiến xưa rất chú trọng trong việc lo hậu sự sau khi chết. Vì thế, khi khai quật các lăng mộ, người ta thường thấy vô số vàng bạc châu báu được chôn cất cùng thi thể các vị vua chúa. Từ Hy Thái Hậu cũng không phải ngoại lệ, bà đã chuẩn bị mộ huyệt cho mình từ rất sớm. Lăng mộ được xây dựng hoành tráng, cơ quan mật thất trùng trùng, hàng nghìn, hàng vạn vật phẩm quý báu, xa hoa được dự trữ sẵn để làm vật bồi táng. Theo yêu cầu của bà, thi thể của Từ Hy sau khi chết sẽ được đặt tại Từ Ninh Cung. Thế nhưng Từ Hy không muốn vậy và thống nhất với triều đình chuyển linh cữu của bà từ Từ Ninh Cung đến Hoàng Cực Điện. Sau khi giải quyết xong việc cuối cùng, Từ Hy Thái Hậu mệt đến mức không thể mở mắt. Lúc này, mọi cung nữ, thái giám và quan lại đều quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thương tiếc. Không giống như Tần Thủy Hoàng, Từ Hy Thái Hậu nhận thức được con người không thể chống lại mệnh trời. Đồng thời, bà cũng lo sợ bản thân bị gặp báo ứng vì những tội ác mình đã gây ra lúc sinh thời và bị ma quỷ đày đọa sau khi chết. Sau khi tìm ra biện pháp giải quyết từ các quan đại thần và đạo sĩ cao tay, bà ra lệnh bắt 100 đứa trẻ ở các hộ dân và buộc chúng phải tham gia xây dựng lăng mộ cho bà. Nguyên nhân là vì họ cho rằng trẻ nhỏ là những sinh linh thuần khiết, sạch sẽ nhất, có tác dụng thanh tẩy lăng mộ, không cho ma quỷ lại gần. Khi lăng mộ hoàn thành, số trẻ sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay và rồi cũng trở thành vật bồi táng cho Từ Hy Thái Hậu để mãi mãi đi theo hầu hạ và xua đuổi tà ma cho bà. Vào chiều ngày 15 tháng 11 năm 1908, tức năm Quang Tự thứ 34, Từ Hy Thái Hậu, người phụ nữ quyền lực nhất triều đình nhà Thanh bấy giờ, qua đời tại Nghi Loan Điện ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến một năm sau, vào tháng 11 năm 1909, triều đình mới cử hành tang lễ cho Thái Hậu. Nổi tiếng với lối sống xa hoa, phung phí tột bậc suốt cuộc đời mình, Từ Hy cũng đã lên kế hoạch cho đám tang của mình từ rất sớm. Nó đã được tiến hành đúng theo ý nguyện của bà, hoành tráng, xa hoa, kéo dài 5 ngày liên tục, thậm chí còn trọng thể hơn cả đám tang của hoàng đế. Điều gây kinh ngạc hơn cả là quan tài của Từ Hy được 128 người khiêng. Con số này cho thấy kích thước của quan tài khổng lồ đến mức nào. Hoàng đế Quang Tự, người đã băng hà cho Từ Hy chỉ một ngày, còn không được đãi ngộ như vậy. Chiếc quan tài của Từ Hy được mạ vàng, tương truyền là gắn 2.500 viên ngọc trai, 6.000 viên ngọc, 203 viên đá quý màu trắng. Thế nhưng các chuyên gia lịch sử cho rằng, chúng vẫn không là gì so với số của cải, châu báu nằm bên trong quan tài và được chôn cùng lăng mộ của bà.